Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, Khôi xin gửi đến quý cô chú anh chị một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt, truyện vui miền Tây được mang tên là Ông Năm Kịch Liệt. Và Khôi cũng xin thông báo đến quý cô chú anh chị một thông tin, đó là kể từ ngày hôm nay trở về sau, Khôi xin phép được phát truyện vào lúc 9 giờ, bị gì lý do sự cố mạng á, thành thử ra là trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho đến 7 giờ và 8 giờ á, thì Khôi mạng nhà rất là yếu và chập chờn, không có đăng truyện mà như Khôi dự tính được á. Thành thử ra là Khôi xin dời xuống thành 9 giờ. Thì rất mong cô chú anh chị thông cảm và tiếp tục theo dõi. Khôi xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu câu chuyện. Về tới xứ Mỏ Cày, tới xóm Cây Khế, hỏi nhà ông Năm Kịch Liệt thì ai cũng biết mà chỉ vô. Ông sinh năm 1945, tính đến nay cũng 75 tuổi dương, còn tuổi mẹ là 76. Nhưng chỉ những người già trạc tuổi ông mới biết ông tên là Ngô, còn lại hễ nhắc tới ông đều gọi ông là ông Năm Kịch Liệt. Sở dĩ ông chết danh Kịch Liệt là do từ thuở trai trẻ, mỗi lần mở miệng ra là luôn có hai từ Kịch Liệt đi kèm. Mà ông sử dụng tiếng Kịch Liệt á, bài bản lắm mà nghe. Gặp bạn bè trang lứa, ông chào hỏi: "Ô, anh ba, trời nắng nôi Kịch Liệt vậy á, mà đi đâu á cho đổ mồ hôi Kịch Liệt vậy anh?" Hoặc nếu gặp đứa bé đang chạy: "À, chậm chậm thôi, chạy gì á mà Kịch Liệt vậy mày? Ba mẹ mày á bộ Kịch Liệt lắm hay sao mà hổng trông chừng mày vậy nhỏ?" Ta nói gặp ông á là hai tiếng Kịch Liệt á nó tuôn ra Kịch Liệt luôn. Ông Năm ăn to nói lớn, nhất là sau khi bà bị bệnh một trận, sinh ra lỗ tai nghểnh nghẻn, mua cái trợ thính cả chục triệu mà không nạt nộ là bà đời nào đeo vô. Lạ cái, ai nói thì bà có khi nghe khi không, chứ hễ ông mở miệng là dù nói lớn nói nhỏ gì, bà cũng nghe được tuốt. Ông bà có hai đứa con, một trai một gái, con trai có vợ, vợ chồng có đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học. Con trai và dâu ông cùng làm việc chung ở Sài Gòn. Con gái ông có chồng về Cần Thơ, cũng có thằng cháu ngoại rồi. Con, dâu, rể của ông đều là nhân viên nhà nước. Lễ Tết gì mới gom về, chứ bình thường chỉ có hai vợ chồng già hữu hỉ với nhau thôi. Nhưng mà ông bà sống vui vẻ nhàn hạ lắm. Hai vợ chồng đều có lương hưu. Nhà có vườn rau, ao cá, gà vịt bày đàn. Thỉnh thoảng con chu cấp chút đỉnh, nên cuộc sống đủ đầy, không khó khăn túng thiếu chi hết. Ông bà tính tình sở lởi, thích kết giao bè bạn. Bà thì sợ ma, nên buổi tối đeo dính lấy ông. Ông ở đâu thì bà ở đó. Cho nên ban ngày ông đi đâu đi, nhưng chợt giật tối là phải có mặt ở nhà với bà. Vậy mà lỡ như ham Kịch Liệt ở đâu mà về muộn một chút là sẽ thấy mặt bà như cái mâm inox. Ông nói vậy đó. Nhà ông có cái bàn tròn để trước cửa. Hàng xóm đàn ông đàn bà hay ghé chơi tám chuyện. Bà ngồi đó cho có tụ thôi, chứ ít khi tham gia. Vì làm biếng mang trợ thính nên nghe câu được câu mất. Thấy mọi người nói chuyện cười nghiêng ngửa là nhìn ông. Hiểu ý vợ, ông kể lại cho bà nghe không sót một chi tiết nào. Ai cũng nói bà tuy điếc lát, nhưng được chồng cưng như vậy là quý cha thiên hạ rồi. Mấy tay hàng xóm thích nói chơi, cứ gặp ông là ghẹo. Họ ghẹo ông với bà Bảy hàng xóm. Quá chồng đâu hồi 50 tuổi, ghẹo dữ thần lắm. Nhưng hồi bà Năm chưa nghỉnh nghẽn cũng không hề ghen vì biên tánh chồng mình. Chẳng qua bà Bảy ở có một mình, con cái đi làm xa. Hễ nhà có chuyện gì cần bàn tay đàn ông là nhờ ông Năm tới phụ. Tình làng nghĩa xóm mà, nên bà Năm không bao giờ phàn nàn. Với lại hai bà vốn chơi với nhau rất thân. Biết bà nghe chậm, bà Bảy kiên nhẫn nói lại mấy lần cho bà được nghe rõ ràng. Vì biết mình hạn chế cái sự nghe như vậy, nên bà cũng ít khi tham gia vào câu chuyện của mọi người. Chỉ khi nào có chuyện quan trọng cần phải trả lời, bà mới đeo trợ thính vô. Còn bình thường thì nhất định không là không. Bà nói đeo vô nghe tiếng gió thổi hù hù trong tai, mệt lắm. Thắc mắc vậy, bà ghim trong bụng, rồi tối hỏi lại chồng. Chuyện chi ông biết thì đều nói cho bà nghe hết.
Đã nói bà Năm là chú sợ ma, ban đêm đi đái cũng không dám xuống nhà dưới đi toilet, phải gù ông theo. Mà ông thì có tật hay ngủ sớm, không bao giờ thức quá 8 giờ tối. Ngủ sớm dậy để chừng 3 giờ sáng là dậy nấu trà, pha cà phê uống một mình coi tivi. Ông mê coi YouTube bắt rắn, rành 6 câu giọng cổ về chuyện bắt rắn luôn. Hễ họ cầm con rắn nào lên là ông biết rắn đó là rắn gì, ngâm rượu thuốc có công dụng ra sao. Cho nên hai đứa con mới về làm cho bà một phòng vệ sinh trong buồng ngủ. Bà thì cứ rọ rẫy suốt, đêm nào cũng nghe YouTube hoặc xem phim phụ đề trên cái iPad. Lỡ như phim hay thì có khi tới 3 giờ sáng luôn. Đến khi ông dậy, nạt nổ sùm mới chịu đi ngủ. Mà lúc đó là phải ngủ một mình vì ông đã ra ngoài rồi. Mấy khi con về, ông càng nhàn với chúng. Hai, mẹ bay riết hết nói nổi luôn. Thức gì mà khuya kịch liệt, không sợ hãi gan hay sao đó. Trời ơi, bà coi phim kịch liệt luôn bay. Tại bay gắn cái wifi mận chi cho bà đeo tai nghe, nghe YouTube suốt. Chừng ù tai rồi thì coi phim phụ đề. Rầy kịch liệt vậy mà bà có nghe đâu. Bà Năm nghe ông nói, bèn phản ứng kịch liệt lại. Chứ không phải đêm nào ông cũng coi YouTube bắt rắn hết hà. Ông xài cái wifi còn kịch liệt hơn tôi nữa, mà bày đặt mét con. Hai đứa con của ông bà chỉ biết cười. Một tối, tầm khoảng 10 giờ đêm, ông đã ngủ say từ lâu, bà còn đang xem phim, thì bỗng ông bật dậy, mở cửa phóng ra ngoài. Chợt nhớ ra, ông quay lại nói với bà. Bà ở nhà nghe, tôi ra ngoài coi vụ gì mà ngoài lộ la làng kịch liệt kìa. Bà Năm có nghe gì đâu, nhưng bà rất sợ, sợ lỡ có đánh nhau bằng giáo mát, rủi ro trúng nhầm ông thì sao, lỡ có chuyện gì thì bà làm sao mà sống. Chưa nói ở nhà một mình, lỡ như ma nó hiện ra nhát chết cống còn gì. Bà níu tay ông lại. Thôi ông à, có gì cũng còn bọn trẻ. Ông già rồi, dướng tay dướng chân tụi nó mà thôi. Lỡ có bề gì á... Bà chưa nói hết câu, ông đã gắt lên. Bề gì là bề gì? Nói gỡ không à? Tình làng nghĩa xóm, người ta có chuyện mình làm ngơ được sao? Dù gì tôi cũng là già làng ở đây mà. Thì bởi ông là già làng nên chuyện xô xát đừng có xen vô giùm tôi cái. Thôi, bà ở nhà, để tôi chạy ra ngoài cái coi. Nếu bà sợ ma thì theo tôi. Kịch liệt ở ngoài vậy, mình nằm nốt trong nhà, coi sao được. Ông giàn tay bà ra, rồi nắm tay bà lôi chạy dù dù. Bà la lên. Trời ơi, ná thở rồi nè ông ơi. Chạy đâu mà chạy kịch liệt vậy? Ra tới lộ, thấy chồng xóm bu đen nhà bà tắm tán. Ông buông tay bà chen lại gần. Nghe bà ta la ông ống muốn điếc cả tai. Mẹ bà, cái quân trâu xanh cháu đẻ nào á bắt mất con mèo mung của tao rồi. Mới hồi chiều đây á tao còn cho nó ăn, nhén qua một cái, bây giờ kêu muốn rác cái cổ họng không thấy đâu. Quân chó đẻ nào á bắt nó ăn thịt thì nghèo ba đời nó, con nó, cháu nó luôn. Thèm khác á thì nuôi mà ăn, có đâu rình rập á canh người ta nuôi lớn rồi chôn chỉ như vậy à. Tao mà biết quân nào á ăn thịt mèo của tao thì tao đào mồ cuốc mã cả dòng họ nhà nó lên cũng chưa đã cái nư tao à. Ông Năm lắc đầu. Cái xóm này ai còn lạ gì bà tắm tán nữa chứ. Đàn bà gì á mà hỗn trời thần. Chồng chết, con cái cả đống mà không đứa nào ở được với bà. Bà tràn đầy năng lượng lắm nghe. Chửi người ta sáng tới chiều cũng còn từ để chửi hoài, không hề trùng lặp một câu. Ai nấy lắc đầu le lưỡi định quay về thì bà lại rống lên. Tao biết đứa nào á ăn cắp mèo tao luôn nè. Mẹ bà nó, ăn con mèo này á mập béo bao nhiêu mà chết thèm chết khác vậy chứ. Có ngày học máu trào đờm ra chết, ngáp không kịp, rồi nói sao miệng ăn bậy ăn bạ. Đêm khuya nay tao đốt nhang trù, cho nó thụt lưỡi mất tiêu. Vợ con chạy chữa tàn mạc không khỏi, rồi trước khi chết còn kêu meo meo cho coi nè. Ông Năm ngứa họng, quá trời quá đất cái miệng của bà này. Ông tiến lại gần từ tốn nói. Nè chị Tâm, nó ăn cắp ăn kiêu thì nó sẽ mang tội thôi. Chị mất của tôi biết. Nhưng mà chị rủ xá kịch liệt như vậy, mang khẩu nghiệp chết đó. Bỏ qua đi chị ơi, xóm này mất mèo mất chó cũng nhiều. Ai ăn cắp mình dư sức biết, nhưng không bắt quả tang được. Chị đừng lo, con ngại cũng lồi lưng hà. Chừng đó chị giác chỗ chà đập kịch liệt lên đầu nó, cũng không ai cản chị một tiếng. Bỏ qua đi chị Tám ơi. Anh đâu có bị mất, nên anh đâu có hiểu cái sự tức này. Tôi không mừng gì nó được,
thì tôi đốt nhang trù nó, cho nó tàn mạc vậy thôi. Ba Bản càng nhằn. Chuyện vậy mà bà la làng la xóm điếc lỗ tai à? Tưởng cướp tới nhà rồi chứ. Bà Tám Tán quay sang đốt Ba Bản liền. Chuyện vậy á, bộ nhỏ hả mày? Mày biết tao á, nuôi con mèo này cực khổ lắm không? Tao cưng nó cu cu, ăn gì á, nó cũng có phần. Đám quỷ con tao á, không đứa nào chịu ở, chỉ có mình nó hủ hỉ với tao. Bây giờ á, bị cái quân chết thèm chết khác ăn như vậy á, hổng tức hả mày? Biết đâu á, nó theo cái, sáng về thì sao? Chưa chi mà bà đã la rụm rồi. Theo cái đầu máu của mày đó. Con mèo này á, tao thiến nó rồi, được cái gì nữa chứ? Trời đất, con mèo á mà bà cũng thiến. Bà chơi ác với nó vậy á, hèn gì á, nó bỏ bà đi là phải rồi. Ê thằng kia, đi về mày. Nói một hồi á, tao quơ chỗ chài vô đầu bây giờ đó. Hàng xóm cười rần rần rồi giải tán. Bà Năm lẩn thẩn theo sau ông, càng nhằn. Mệt ông ghê á, chuyện gì đâu không? Ông cười hề hề. Ai mà biết, nghe rí rố kịch liệt ở ngoài, tôi tưởng ai bị xe đụng hay cháy nhà gì đó nên chạy ra. Chưa biết chuyện của bà, có mời á, tôi cũng chạy tét. Mà chỉ có bị thần kinh hôn ông? Sao chuyện gì cũng la làng la xóm vậy? Thần kinh của mẹ tôi á. Nhưng cũng có thể bà cô đơn nên thỉnh thoảng gây náo động như vậy để coi có còn ai quan tâm mình không. Mà cũng tại bà, miệng chửi không kéo da non thì con cái nào mà chịu nổi. Tới chừng già cả lụm cụm kịch liệt rồi á, không biết sao nữa đây chứ. Nghĩ cũng tội, kịch liệt thiệt. Bà Năm thở dài. Bà Tám Tán thật sự cô đơn, không ai muốn kết giao với bà. Ăn nói không chừng mực, muốn la hét hồi nào thì la. Chơi với bà đó có ngày mang quả. Bà du khống đặt điều, nói xấu người ta. Có hai đứa con trai, nhưng không cô dâu nào ở nổi, phải về nhà cha mẹ ruột xin đất cất nhà ra ở riêng. Hai đứa con gái có chồng xa, cũng không ai muốn về với mẹ. Vì bà mà nổi cơn tâm tành lên á, thì rể dâu gì cũng không ai có giá trị trong mắt bà cả. Bà sống nhờ thu nhập mấy công dừa, cũng tiện tặng chắc mót, chứ không phung phí một xu. Không phải bà chưa từng bị ủy ban xã xuống làm việc, nhưng hứa hẹn xong rồi á, thì cũng chứng nào tật nấy. Ngẫm ra bà xấu miệng, nhưng cũng không làm hại ai, nên nói riết rồi á, cũng thôi. Mấy tay bạn trung niên tụ họp nhà ông Năm hay kể chuyện bà Tám Tán. Họ kể đủ thứ chuyện, nhưng bà Năm có nghe được gì đâu. Tối lại, hai vợ chồng nằm cạnh nhau. Bà hỏi và ông thuật lại như vậy. Tụi nó nói chạy bà luôn. Sáng bà đi chợ, xề ra sạp rau hỏi mua bó cải. Cô bán cải nói bó đó 5.000. Bà la, ăn cướp người ta hả? Cô bán cải nói, cải ngon mà bà. Ngon sao không để ăn, đem bán chi vậy? Rồi cái bà la lên sùm trời đất. Xong trên đường về, bà ghé chỗ bán bánh mì thịt á, mua một ổ chan nước sốt không để thịt nghiêng. Người ta lấy 5.000 là bà tru tréo quăng ổ bánh mì lợi. Trời ơi, cái bà gì kỳ à. Sống sao cho vừa bụng bà đi trời. Cái bà cả đời không có một người bạn thân. Rồi bà biết sao nữa không? Bà kiếm chuyện với cô Út Đẹp. Nói đờn bà gì á mà hút thuốc nhả khói như đống ung á. Bà nói mà không suy nghĩ. Cô Út có chồng làm ruộng, hừng sáng ra ruộng tới tối mù mới về. Mưa gió nắng nôi gì cũng trụ ngoài đó. Nhà đông miệng ăn, cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có khi lạnh rung nên sẵn bịch thuốc dòng của chồng, cổ cũng vẫn hút cho bớt lạnh, riết rồi ghiền. Cổ hút thuốc mấy chục năm rồi, con cái thấy vậy cũng để cho cổ hút. Hồi trẻ không cấm, giờ cấm làm gì. Thật ra đàn bà mà ngồi phì phèo điếu thuốc ngó cũng kỳ. Nhưng cả cái xóm này, đàn bà có ai dỗ dang bằng Út Đẹp chưa? Mà người ta hút thuốc thay kệ người ta, mắc cái giống dịch gì lại lôi ra chửi chứ. Con của Út Đẹp nó không có nghe, chứ tụi nó mà biết là chúng xé rách miệng bả rồi. Ngộ, ở đâu mọc ra con người kỳ cục kịch liệt vậy không biết à? Bà chép miệng lắc đầu. Riết rồi ai cũng chạy tét bả, không dám sáp lợi. Có câu bán bà con xa, mua láng giềng gần. Hàng xóm rất quan trọng khi tối lửa tắt đèn. Bà sống như vậy, người ta xa lánh, rồi đêm hôm mới có một mình, làm sao ông ha? Mấy đứa còn bà cũng được. Khi bà ương yếu, tụi nó cũng về chăm sóc bà chứ gì. Bà quay sang ôm lấy ông, cười cười. Tôi thấy chuyện gì mà tụi thằng bác nó cười rùng trời đất vậy ông?
Ông Năm bỗng bật cười ha hả. Thằng quỷ bác nó nói chuyện Tiêu Lâm bà ơi. Nó xách nó ra để minh họa mới kịch liệt chứ. Nó nói bữa đó tự nhiên sung, đi đánh bài với đám quỷ ngoài chợ. Mới đầu ăn thấy ớn mà nghĩ không được. Sau đó thu lợi sạch bách à. Vậy là mượn nợ thiếu người ta 5 triệu, tiền lời mỗi ngày 50 ngàn đó bà. Kịch liệt chưa? Ta nói nó rầu kịch liệt luôn, ăn ngủ không yên, cái khó ló cái khôn. Chợt giật tắm rửa xong á, nó bắt thằng nhỏ của nó gịch ra phía sau dán băng keo lại sát trẹt, rờ không gặp luôn. Tối dĩa nằm cạnh vợ than ngán than dài. Con vợ hỏi vụ gì á, nhất định không khai. Hỏi riết á, nó nắm tay vợ đặt vô chỗ đó của nó. Vợ hết hồn bà, khi rờ vô thằng nhỏ sát trẹt mất tiêu. Vợ nó bèn hỏi thất thanh, sao lặng đâu mất rồi? Nó tạo ra cái bản mặt buồn kịch liệt vậy đó. Giọng nói của nó buồn như lá mùa thu vậy bà. Hôm nay bị vụ đánh bại thua nên đem nó đi cầm rồi. Vợ nó la trời không luôn. Hỏi ông cầm bao nhiêu, nó nói 20 triệu. Vợ chửi cho một hồi rồi cũng đưa nó 20 triệu đi chuộc về. Chứ còn mất cái củ quý thì chuyện vợ chồng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy là nó xách 20 triệu, trả nợ 5 triệu, còn 15. Sùng ba khía sao mà đánh một hồi thua sạch túi luôn. Mẹ bả cái thằng ngu đã mạng mà. Lúc nãy mới sực nhớ tới cái thằng nhỏ bị nó dán băng keo sát trạc đó. Nó bèn tháo ra, thì trời mẹ ơi, cả ngày nhịn đái bó lại, nó nghẹt bét luôn. Rặn kịch liệt con mẹ nó mới đái được đó. Đái một trận ta nói lâu dữ, hết mẹ nước trong mình, nên thằng nhỏ chèm quẹp sụi lơ. Về tới nhà, con vợ hỏi chuột chưa? Nó gật đầu, con vợ đưa tay hỏi thăm liền. Bỗng vợ nó hoảng hồn rụt tay lại, hỏi sao mà chèm quẹp vậy? Nó than, bị giam mấy ngày nên vậy đó. Con vợ nó hỏi, có khi nào nó lấy lộn không ông? Nó nẹt, lộn sao được mà lộn, cái nào cũng phải đeo số hết mà. Vợ nó hỏi, vậy có cái nào bự hơn không? Đầy nhóc. Sao ông không lựa cái bự bự á? Bà mắc cười, vừa đưa vô cầm á, là nó đeo số liền. Chừng chuột á, nó lấy ra cho mình gắn lợi, mình lựa được ha. Con vợ nó cứ băn khoăn hoài, vậy vợ sao cho nó bình thường lại? Thì kiếm thuốc bồi dưỡng chứ sao. Thuốc gì bồi dưỡng ông nói tôi đi mua cho. Bà mua sao được, tôi phải tự đi để họ bắt mạch cho nó, coi thuốc gì thích hợp mới được chứ. Vậy rồi á, gạt con vợ thêm 2 triệu bạc nữa đặng xài đó bà. Bận này á, nghỉ huynh bại luôn. Bà Năm cười hát hát khoái chí. Thằng xạo ke, đâu có ai á, mà ngu như con vợ nó vậy. Cái đó sao mà rứt ra để cầm chứ? Thì bởi, đã nói là chuyện Tiếu Lâm mà. À, vậy còn thằng Tửng nói gì á, mà mấy ông cười còn dữ hơn nữa vậy? Ông Năm phật lên cười sang sảng. Mẹ bà, thằng Tửng còn kịch liệt hơn. Nó kể hồi nó mới 14-15 gì đó, nghe nói chơi đỉ cũng khoái, bèn theo chân anh nó ra công viên kiếm đỉ để chơi. Tuổi đó rậm rực rồi, vậy là dớ được cô đỉ kéo lại cái bậc thềm của công viên đó. Hồi đó trời tối hù như mực, xòe bàn tay không thấy mờ. Ở nhà anh nó cũng sinh hoạt cho nó biết phải mần gì rồi, nên nó cũng thượng đài được. Đừng lúc hưng phấn, nó thở hổn hển hỏi, sướng không em, sướng không em? Cái cụ đĩ kia cất giọng, sướng ít gì cháu, không có tiền ăn trầu, mần bậy dài cuốc vậy thôi. Trời đất mẹ ơi, thằng nhỏ của nó xìu cái ụp luôn. Nó lật đật tuột xuống, quăng tiền lợi, rồi bó chạy về nhà, kiếm thằng anh chửi kịch liệt luôn. Rồi nó cạch tới mấy năm sau, đâu 18-19 tuổi gì đó. Lúc này rượng được dữ rồi, nên đi kiếm đĩ lần nữa. Trời cũng tối hù rồi. Lúc nó thượng đại, chợt nhớ tới chuyện bà già ăn trầu mấy năm trước, nên thất kinh năn nỉ kịch liệt luôn. Dì đĩ ơi, dì đĩ, dì tha cho con đi, con chịu hết xiết rồi. Đéo mẹ bà, đĩ mà kêu bằng gì? Ông Năm cười phá lên, bà Năm cười muốn sạc. Bà ngồi dậy ôm lấy ngực, chửi thằng Tửng. Cái thằng mắc dịch, nấu dốc chứ gì đĩ nào.
thì nó nói dốc, nhưng mà tức cười. Nó đem thân nó ra để nói, khỏi mất lòng ai. Tôi chịu vậy đó bà, chơi với nhóm người này vô thưởng vô phạt. Tôi thì khoái tụi nó nói xàm nghe cười cười chơi thôi. Chứ chuyện nhà của người ta mà đem ra bàn tán, chẳng khác nào mình thị phi sao ông? Thì nghe cho vui, chứ đừng có can thiệp hay nói tới nói lui là được chứ gì. Ít ra mình cũng biết tính cách của những người trong xóm mà cư xử khi gặp họ. Chiều hôm sau, cô Út Đẹt hớt hơ hớt hải tới báo tin với ông Năm. Trời ơi, anh hay vụ gì chưa anh Năm? Vụ gì vậy cô Út? Vợ chồng thằng Chợt đi mần, giao nhà cho con gái mới 6 tuổi của nó coi chừng, coi luôn thằng em 3 tuổi của nó. Vậy rồi hai chị em leo lên cái nia đậy miệng giếng ở hốc nhà nó đó mà chơi. Nhẹ đâu cái nia bị lủng, hai chị em rớt xuống giếng, kêu không ai nghe, chết hết trội rồi. Ông Năm kêu trời một tiếng thật lớn. Bà Năm không biết vụ gì hỏi lại. Cô Út nói chậm và lớn cho bà nghe. Bà ngồi sụp xuống ghế, chắc lưỡi. Trời ơi, chết vợ chồng nó luôn rồi. Sao mà chịu nổi trận này? Đâu, ông thay đồ chạy lên với tụi nó chút coi ông. Anh chị Sáu mà hay tin hai đứa cháu nội chết như vậy, chắc chị Sáu chịu không nổi. Ông vội vã thay quần áo đến nhà Chợt liền. Đến tối mịt mới về, vì sợ bà ở nhà một mình không dám. Tắm rửa xong, bà bới hai tô cơm, vợ một tô, chồng một tô. Ông chắc lưỡi. Ta nói đứt ruột bà ơi. Vợ thằng Chợt như cái xác chưa chôn á, tự trách mình quá trời quá đất. Cái nia đó hồi vợ vẫn dùng để đậy nắp giếng, khi xài nước để rửa khoai mới mở ra. Đâu có ngờ hai chị em nó cùng nhau leo lên vậy chứ. Nếu một đứa chắc cũng không đến nỗi lủng nia mà rớt xuống. Hai chị em chơi chung, nên dưới giếng có con búp bê và chiếc xe bằng điện nữa. Ai mà chịu nổi sự mất mát này. Còn thằng Chợt thì ôi thôi, nhìn nó mà buồn kịch liệt trong bụng luôn. Ông ngừng một chút rồi thở dài đổi giọng. Vậy mà cái con mẹ tám tán ôn dịch cái miệng thúi quắc. Chuyện nhà người ta rối đùi như vậy, mẹ không tới chia buồn thì thôi, ra trước cửa nhà ông ống cái họng chửi vợ thằng Chợt là đàn bà hư, đàn bà thúi. Để chết một lần hai đứa con là đáng đời. Ta nói nghen, cả xóm đi ngang ai cũng đứng lợi chửi bà mấy câu. Chỗ của bà còn ồn ào hơn đám ma hai đứa nhỏ nữa. Tôi đổ vài bữa chạy trời, có chuyện cho coi nè. Người gì đâu mà không có ý thức. Tụi nhỏ đau lòng kịch liệt như vậy, không tìm cách an ủi mà chúng còn đi khửi vết thương của chúng nó. Làm người lớn mà như vậy, sau này bà nằm một chỗ, ai tới thăm bà bây giờ? Ông Năm rùng mình, bà không muốn nghe chuyện về tám tán nữa. Rồi hôm sau, bàn trà nhà ông Năm chỉ nói toàn về chủ đề gia đình. Gia đình hạnh phúc, bạo lực gia đình, vợ ngoại tình, chồng có vợ bé. Thôi thì bao nhiêu dư luận thị phi tràn đầy được mấy người đàn ông phun ra. Vì họ là đàn ông nên họ sợ mang tiếng nhiều chuyện. Ông Năm già rồi nên chỉ lắng nghe mà không góp ý gì. Họ kể ông hai Hạnh đi nhậu về đánh vợ như con không đẻ. Vợ chồng gần 60 tuổi, có con bầy mà ông bắt bà phải dâng cơm hầu nước cho mình, không muốn con dâu làm. Nhìn cảnh sống của bà giống như mấy bà vợ ba vợ tư của hội đồng ngày xưa thời phong kiến, sợ chồng một phép. Mặc dù thỉnh thoảng ông cũng bị các con mần của các mạng lớn về tội ngược đãi vợ của ông, nhưng sau đó thì đâu cũng vào đáy. Đám con tức mình muốn rước mẹ đi để không bị cảnh chồng chúa vợ tôi. Nhưng mỗi lần như vậy thì ông năn nỉ ỉ ôi, hứa sẽ thay đổi. Ông ghét vợ thằng Út, nó học tam học tể với chồng nó, với các anh chị chồng. Cho nên ông bị các con lên án. Chúng nó không hề hiểu đàn ông là trụ cột, là chủ hộ trong nhà, thì tất cả mọi người phải nhất nhất tuân theo quy luật mà chủ hộ đặt ra. Kêu ca than vãn là sao chứ? Họ kể chuyện vợ thằng Tư chơi. Chồng bệnh coi mọi lo lắng dữ lắm. Lo bằng cái miệng, chứ chăm sóc thì thằng con chưa vợ nó lo hết. May đâu Tư chơi bệnh chỉ có 2 tháng là mất. Vợ nó không khóc một tiếng. Ai cũng khen là cứng cáp không bi lụy, để tỉnh táo lo tang sự cho chồng. Dễ đâu, chưa được 100 ngày đã nghe chị ta nói ông này đeo đuổi, ông kia chọc ghẹo. Chị ta cười hô hố khoái chí, cho rằng mình tuy đã 3 con nhưng vẫn còn xuân sắc nên có nhiều người khoái. Cũng có người nói chị ta đừng có mơ, đàn ông thấy đàn bà quá thì chọc ghẹo dễ thôi. Chồng chết xác chưa lạnh đã nghĩ đến ông này ông kia thì quá là tệ bạc rồi.
Tối, bà nói với ông. Nhà mình á, giống một cái xã hội thu nhỏ quá ông. Chuyện gì á, cũng đem lại đây trút vô. Có ngại á, chúng chửi vút mà không kịp á. Nghe chơi cho vui thôi. Ai kêu á, đi học tới học lui làm chi? Nhưng lỡ có đôi chút á, rồi họ kể hôm nói chuyện có ông nữa. Bắt ông á, làm chứng thì sao? Dạ rồi, mang tiếng dụng này á, nhục lắm. Con mình á, nó nhằn chết. Nhưng con mình á, cũng muốn ba mẹ nó có bạn bè cho vui tuổi già mà bà. Nó ủng hộ kịch liệt, chứ ở đó mà nhằn. Bà Năm sợ cái miệng của mấy ông được rửa. Chuyện gì á, họ nghe vô lỗ tai là trút ra miệng liền. Đàn ông á, mà nhiều chuyện còn hơn đàn bà. Có cái ở đây lâu, nhưng chưa hề nghe đám họ bị đôi chối gì ráo. Bà thích chú Ba Bản, thằng Bác, thằng Tửng. Ba thằng này á, toàn nói chuyện Tiêu Lâm cười chơi, chứ không đem chuyện nhà ai ra mà soi mói. Nếu muốn nói xấu tính cách của người nào là bọn họ kể theo cái kiểu đó là chuyện của mình. Nghe biết họ ám chỉ ai, nhưng bắt lỗi không được. Bữa đó, ông Năm nói với bà. Hôm nay tụi nó tới đây thì kể chuyện Tiểu Lâm với chuyện ma kịch liệt luôn nè. Bà đeo trợ thính vô nghe nghe. Chứ cả đống tối lợi tôi không có kể cho bà nghe xiết đâu. Nói tới chuyện Tiểu Lâm và chuyện ma là bà Năm mê rồi. Vậy là bà lật đật đeo trợ thính khi thấy bóng dáng cả đám thấp thoáng ngoài cổng. Ông Năm châm bình trà quậu và đem hộp thuốc rê ra. Người dấn một điếu. Ba Bản khai màn đầu tiên. Trời, lúc nãy cái xóm cây gạo tụi nó cá độ kịch liệt luôn mấy cha. Mẹ bà giống gì cũng xách ra cá độ hết ráo à. Ba Bản năm nay hơn 50 tuổi. Nhà cửa vợ con đề quề. Mạnh dạn xốc vét. Ít đi đâu chơi. Ngoại trừ lại nhà ông Năm để nói chuyện Tiêu Lâm. Mọi người nhao nhao hỏi chuyện gì. Xóm cây gạo gần xóm cây khế. Nơi đây có tên ấp xã đàng hoàng, nhưng ai cũng kêu theo thói quen, chứ cây gạo cây khế bây giờ đâu còn nữa. Ngay cả ông Năm già cống như vậy cũng chưa từng nhìn thấy hai cây đó hồi nào. Ba Bản kể. Nó cá độ ăn tiện chứ không có khơi khơi à. Cá lãng hết sức lãng luôn. Mấy ông bà già ngồi uống trà, cá bò của người ta đang chuẩn bị đẻ là bò đực hay bò cái. Ai thua chung 50 ngàn. Lát sau đẻ ra con bò cái thì người nói bò đực phải chia ra 50 ngàn. Chưa xong đâu, nhà bên kia có tiệc, họ cá mấy bàn, bao nhiêu khách, mấy đực mấy cái. Mỗi một độ như vậy là 50 ngàn. Ngồi chơi khơi khơi vậy mà thua bạc trăm mới ghê chứ. Mấy thằng nhậu không có tiền, tụi nó cá ai phun nước miếng xa hơn thì thắng. Đứa thua phải trả tiền độ nhậu. Hết chuyện cá, thấy ai đi ngang á, tụi nó cá người đó lại nhà ai. Trời đất ơi, loạn luôn cái xóm đó rồi. Tưởng đàn ông hư á, thì còn đàn bà. Dẻ đâu, đàn bà ở nhà cũng cá luôn. Họ cá với nhau á, hôm nay chồng họ thua hay thắng luôn. Ai thua thì chung 20 ngàn đó. Mẹ bà, lỡ lọt vô sống trong cái xóm đó, không nghèo cũng mệt. Bà Bảy vừa cười vừa xì. Mày xạo quá ngang ba. Bẩn trợn mắt. Thím không tin. Vậy bữa nào thím với thím Năm, cô Út qua bển coi. Đảm bảo dân ở đó cá mấy thím qua làm gì liền. Mọi người cười gian. Cười thì cười, chứ mấy ai mà tin chuyện Ba Bản kể. Chờ mọi người bớt cười, bác tiếp lời. Ở vụ này không phải còn nhiều chuyện nghe. Con có xin phép anh Tửng rồi. Là vậy nè, hồi hai vợ chồng chưa có con đầu lòng, vô ruộng mần về tối dữ lắm, bị ham công tiếc việc mờ. Thường ngày không sao, bữa đâu cũng về tối, mà trăng sáng trưng luôn. Cái đầu trong bụi nhào ra ba thằng bịt mặt. Hai thằng trói gô anh Tửng lại, một thằng đè chỉ ra hãm hiếp. Chỉ kêu khóc quá trời, còn ảnh thì bất lực nhìn vợ. Tới chừng chúng thỏa mãn rồi, mới buông ảnh chỉ ra chạy đi. Chỉ nằm chết dí một chỗ khóc như đám ma. Đã vậy, Tửng ảnh chạy lại đỡ chỉ lên an ủi. Dẻ đâu, anh sớm tới, vố cho chỉ bạc tay tóe lửa. Chỉ ôm mặt khóc rụng trời. Bộ anh đuôi không thấy tôi bị hãm hiếp ha. Anh là chồng không bảo vệ được vợ, mà còn quýnh tôi. Ảnh gầm lên. Tao biết mày bị hãm hiếp. Tao cứu mày không được, cũng xấu hổ thân tao lắm. Nhưng tao đánh mày là do cái tội mày dãnh dò lên. Mẹ bà mày, tao ghét mấy ngón giò dãnh dãnh của mày lắm nghe. Tất cả những người có mặt cười nghiêng ngửa. Tửng cũng cười, nhưng đánh vào vai Bách cái bốp. Mẹ bà, thằng cu nội này, chuyện của mày mà mày lôi tao vô vậy hả? Dễ tao học với con vợ tao
cho nó dai đầu mày nè. Bác cười bật họng. Anh học đi, chỉ mà làm giặt với tôi á thì tôi kể cả đóng ra, nói sao rủi nghen. Sở dĩ bác nói mà không sợ mất lòng vì vợ Tửng là chị ruột của bác. Bác xéo xác Khôi hài làm chị mà sao không đành em mình cho được. Tửng cười một chập rồi cũng góp chuyện. Nhiều khi con nghĩ mà cũng mắc cười. Quý vị biết tại sao truyện kiếm hiệp của Kim Dung á, Quách Tĩnh với Hoàng Dung đi chung với nhau suốt mà hai chàng ỷ không có gì không? Vậy rồi cưới xong là để ra nùi nùi không? Ai biết nguyên nhân á, còn thua gói thuốc ba số. Ông Năm cười ngặt nghẽo. Mẹ bà mày, mới nghe kể giờ nhiễm cái tính cá độ của xóm cây gạo rồi. Chúng tao gói thuốc mày. Chủ biết hả? Nói trúng còn mấy chồng chứ. Dễ ủi, do cái đám đó bận có một bộ đồ, quanh năm suốt tháng có tắm gội gì đâu, nên mình mấy hôi rình. Nghe mùi là mắt ói, ai thèm rớ vô. Dù bản tính đàn ông có ham kịch liệt, nhưng thằng giỏi nó y chang như thằng bác sắt đi cầm vậy mà mừng ăn gì. Ta nói cả nhà cười rung trên bàn. Tận đứng dậy chắp tay xá xá ông Năm. Trời mẹ ơi, chạy chú luôn á. Con tưởng chỉ mình con mới nghĩ ra chứ. Còn vụ này nữa, bà Tiểu Long Nữ sống dưới nước 16 năm. Mẹ cha ơi, vậy chăng thành nàng tiên cá trụi lũi, chứ quần áo ngâm nước lâu như vậy á, nó rã bấy hết còn gì. Vậy mà khi lên bờ á, bộ đồ bả bận còn mới tinh hen, rồi rớt xuống vực á, mặc có một bộ chứ mấy. Cô Út Đẹp cũng ké vô. Mà hồi đó cái đám giang hồ á, họ nhậu sao mà ác ôm luôn, chơi bằng hũ không à. Mà hễ rót ra chén uống á, thì đập chén xuống đất bể cha nó hết. Phải mình ở vào cái thời đó, nội khắp rượu nuôi heo cũng giàu. Bà Bảy góp lời. Chị khắp rượu đi, tôi thì làm chén với hồ lô đựng rượu. Tới phiên bà Năm. Tôi nuôi heo bán cho quán nhậu, chứ không dám mở quán đâu. Nó đập một phát nghèo luôn. Cô Út. Mà cái đám đó tôi thấy nhõng nhõng, chứ có mần gì đâu mà tiền xài dữ vậy ta. Đã cục lít chích không á, chứ tiền gì chị ơi. Ông Năm cười khùng khục trong họng. Mấy bà này thiệt mệt à. Chuyện đó ở bên tàu mà ngồi ở đây bàn tán là do ông Kim Dung nghĩ ra, chứ biên có thiệt vậy đâu nè. Câu nói của ông Năm kết thúc chuyện tàu. Bản nãy giờ ngồi im, bỗng đâu mà có vẻ phập phồng lo sợ. Thôi, mần bảy điếu thuốc nữa rồi coi gì à. Để tối quá đi ngang nhà ông Út á, ngán lắm. Trời, mày mà sợ ma sao? Bình thường thì con không có sợ nghe. Nhưng mấy bữa nay nghe đồn quá trớn nên hơi lạnh ót. Thả mình né trước cho chắc ăn, chứ gặp ma là thúi củ đó. Đồn sao? Thôi, con không kể đâu. Kể ra tối thêm Năm không dám đi đái, đậy chú Năm con tội nghiệp. Bà Năm liếc ngang. Sao mày? Tao có cái toilet trong bụng rồi kìa. Vậy con kể hen. Có gì thím đừng trách con à. Nhà chú Út buộc thím phải đi ngang mỗi ngày đó nghe. Bà Năm khoát tay đứng dậy vô nhà. Tôi tự mày, thủng thẳng hãy kể mày. Chờ tao lấy cái áo ấm bận vô, chứ một mình hồi lạnh run rét cái chết luôn á. Khi bà Năm ngồi xuống, bạn nghiêng đầu nhìn coi bà có đeo trợ thính vô chưa. Thấy xong rồi, bạn hỏi. Con nói mấy thím nghe rõ không? Rõ rồi mày, Thiếu Điệu hét vô lỗ tai tao sao không nghe? Vậy con kể à. Thiếm ngồi nép vô mình chú kể đi. Mệt mày, dòng gió hoài bực mình. Bản ngồi ngay ngắn lại, để hai tay lên hai đầu gối, cái lưng thẳng băng, đầu ngẩng cao, đổi giọng khẩn trương cho có vẻ ma quái. Nhà chú Út có cái tường rào kiên cố đẹp nhất xóm mình, gạch xây lên 5 tấc. Phía trên là lưới B40, nhà kính cổng cao tường. Phía trong cổng rào, chú có để cây ghế đá, để chịu buồn tình ra ngồi hút thuốc. Chú cất cái nhà này cũng lâu bộn rồi đó chứ. Mà trước giờ đâu có nghe ai đồn đại gì chuyện ma cỏ nhà chú đâu. Bỗng mấy hôm rải phật lên cái tin. Nhà chú Út có con ma nữ. Con ma nữ này tóc dài chấm đất, mặt là một khối thịt trơn lù, không có mặt mũi chi ráo trọi à. Ma nữ này mỗi khuya ai đi ngang cũng đều nhìn thấy. Cổ ngồi trên hàng rào lưới sắt, hai chân đánh đung đưa, vậy mà không có dướng vô hàng rào mới ghê chứ.
Còn có người thì nhìn thấy một cô thiếu nữ mặc đồ trắng tươi, mái tóc đen xì phủ kín cái đầu, mà cái đầu đó đó đang gục mặt xuống. Họ bỏ chạy thì nghe tiếng chân đuổi theo đuổi phía sau á. Ớ chưa? Ông Năm cười rỗng rãng. Mẹ bà mày, chuyện này đem nhát con nít, chưa nói ra ai mà tin mày ơi. Thì con cũng nghe kể lợi thôi, chứ con mà gặp là ngừng lại hỏi liền. Mày hỏi gì? Hỏi em ở đâu mà tới đây vậy? Có chuyện gì oan ức hay sao? Sao không ở đâu mà cứ canh nhà ông Út ở miết vậy? Em có quan hệ chi với mấy người trong nhà ông Út không? Trời đất, mày tốt tốt bứt cái miệng lợi dùm tao. Chú Út mà nghe, ổng cào nhà mày, tao thua à. Bản cười thật lớn. Ổng mà hỏi con thì con khai cái người kể ra chứ gì chú ư? Bà Bảy xua xua tay. Thôi thôi, chuyện gì nói ra ở đây cũng bỏ qua đi. Coi như nghe cho vui, học tới học lui, sinh ra nhiều chuyện đôi chối, ai coi cho. Nhất là anh chị Năm nè, tao với cô Bảy nữa, lôi tao ra mượn chứng, tao móc họng tụi bay à. Bản cười kha khả, quay sang khều khều bà Năm. Thím, thím sợ không thím Năm? Bà Năm nhếch môi xì một tiếng. Xì, sợ con khỉ móc, nói dốc không có căng mà mày đặt nhát ma. Nghe vụ này bay mới giỡn ốc cục nè. Bay biết thằng Chỉnh con ông Ba Hạt không? Biết chứ, thằng đó sợ vợ trời thần nghe. Vợ nạt một tiếng, xếp ve. Có khi nào dám tiếp ai ở nhà đâu à. Trời trả báo đó. Hồi ông Ba Hạt còn ăn hiếp và đánh vợ giả mang, cỡ như Ba Hạnh tụi bay nói hồi nãy thì nhầm nhò gì. Bay nghĩ coi, vợ có bầu thằng Út nhỏ, ổng đào cái lỗ bự chảng dưới đất á, vừa triến bả đặt bụng bầu vô, bắt cúi đánh à. Bả khóc la làng phản kháng, thì ông nắm đầu bả dúi xuống. Hàng xóm chạy lại can, chả chửi người ta rùm trời. Hồi xưa nhà xa, chính quyền lại đâu có điện thoại điện thiết gì. Nhưng hành vi ngược đãi đánh đập vợ, ai mà để ổng mận vậy. Cho nên người ta kéo ổng ra. Nhưng mà bả đã ngất xỉu rồi. Vậy là lập tức đưa bả đi bệnh viện. Tội nghiệp, yếu nhớt vậy mà cũng ráng sanh ra được đứa con. Thằng con sống, bả băng quyết mà chết. Đứa con giao bà ngoại nuôi. Bà ngoại ghét thằng rể bất nhơn, nên trước hết ba đứa về ở với mình. Từ đó Ba Hạt không ai muốn chơi nữa. Hàng đêm người ta nghe ổng rống thảm thiết lắm. Ban đầu họ không thèm tới, nhưng càng ngày càng dữ. Làm phiền hàng xóm quá nên mới kéo tới. Chủ yếu là cảnh cáo ổng thôi. Dễ đâu, họ thấy ổng cứ sụp lại ngay cái lỗ đã đào á, vừa lại vừa khóc xin lỗi. Ma cổ gì bay ơi, ổng bị tự kỷ ám thị thôi. Ác quá trời ác mà. Rồi thì mấy ngày người ta không nghe ổng kêu, cũng không thấy ra ngoài. Ít hôm nghe mùi thúi khủng khiếp ở trong. Ổng chết thúi, bị dồi bọ đục thân luôn. Cái đó mới ghê, chứ ma cổ gì mà ghê. Bàn tròn im lặng như tờ. Chỉ mấy người lớn mới biết vụ này rành rẽ, chứ ba bản, bác hay tửng, làm sao mà biết chi tiết như vậy nổi. Họ không sợ vong hồn của Ba Hẹt, mà tưởng tượng tới cái xác của ông ba là lại lạnh sống lưng à. Ba bản trúng người lại. Thôi vợ con không dám về thiệt rồi nè. Về phải đi ngang nhà anh Chỉnh, lỡ nghe mùi thối của xác chết, chắc tàn đời ba bản quá. Bỏ tờ nhát ma ngang con, tao còn một bụng ma đây nè. Cả chớn cả cháo, tao kể ra là tối mày khỏi ra cửa luôn đó. Về nhà, ba bản, bác và Tửng kể lại cho vợ nghe. Không biết do ai thài lai mà bữa nọ vợ Chỉnh xăm xăm vô nhà ông Năm, mặt đằng đằng sát khí, chị ta nhìn ông bà có nửa con mắt, cất giọng trịch thượng. Tôi là tôi nể tình chú thím lớn tuổi nghe, chứ chú thím cứ đặt điều nhà tôi có ma, để người ta đồn đãi lung tung, thì cho dù chú có già cúp bình thiết, tôi cũng không nhịn đâu. Bà Năm không nghe, nên không biết vì sao con này hùng hổ nói chuyện chỉ trỏ với ông bà. Còn ông Năm thì giận tái mặt. Nè nè, mày nói gì vậy con kia? Mày nói chuyện hỗn hào láo sực như vậy với trưởng bối à? Tao kịch liệt ghét cái thứ như vậy à? Có ấm ức gì không dùng những lời lễ phép một chút mà hỏi hay sao? Ở bên nhà, bà Bảy và cô Út Đẹp thấy vợ Chỉnh sầm sọc đi vô thì biết có chuyện rồi. Con này trước nay lớn áp chồng, thằng chồng của nó thì hèn như chó. Đám tiệc gì của bà con hay lối xóm chớ hề được vợ cho phép đi. Tối ngày ru rú ở nhà làm chuyện này chuyện nọ
y chang như đàn bà thời phong kiến. Sợ vợ nổi tiếng ở cái xóm này, tai tiếng tràn qua xóm khác. Chị của Chỉnh mấy lần về trị vợ anh ta rồi, mà khi chị đi thì lại đâu vào đó. Thằng Út là đứa mà khi vừa được sinh ra thì mẹ mất, nên không muốn dây dưa gì tới cha. Nhất định không chịu ở nhà thờ để thờ cúng cha mẹ, mà sau khi ra trường đi làm, cứ vợ mướn nhà ở Sài Gòn. Rồi khi ông bà ngoại trăm tuổi, nhà đất giao lại cho cậu Sáu là cậu Út. Nghĩ tình thằng nhỏ ở với ngoại từ lúc lọt lòng, cậu Sáu bán 1/3 đất cho tiền nó lên Sài Gòn mua cái nhà, để vợ chồng an cư lạc nghiệp mà sinh con đẻ cái. Út rước mẹ mình về dỗ, nhưng Chỉnh dỗ cha thì anh không về tham dự. Chị hai của họ hiểu biết nên thông cảm cho em. Chị đặc biệt thương thằng Út, vì vậy nên thương luôn vợ thằng Út. Thương vợ thằng Út bao nhiêu thì chị ghét vợ ba Chỉnh bấy nhiêu. Nhà chị có tiệc tùng gì nhất định không cho con này tới. Chỉnh đi được thì đi, không thì thôi. Cho nên vợ Chỉnh không sống được lòng chị em chồng. Hàng xóm lại không ai ưa. Thật ra chị ta cũng không động chạm gì đến ai, chỉ là ăn hiếp chồng, cả ngày ồn ào la mắng chồng, khiến người ta khinh thường ba Chỉnh, khinh luôn cả nhà. Bà Năm nhìn cung cách của vợ Chỉnh là biết có chuyện, bèn dỗ giá vào nhà lấy trợ thính đeo vô. Vừa bước ra thì vợ Chỉnh sớn lại ngay trước mặt. Ả ta hất hàm nhìn bà Năm, chỉ tay vào mặt bà sừng sổ. Bà nói nhà tôi có ma, nói cha ông Chỉnh hiện hồn về tru tréo. Bà đồn như vậy mà nghe được hả? Bà điếc lát biết đách gì mà tung tin nhảm vậy chứ? Nhà người ta đương ở mà nói có ma nghe được hay sao? Cha ông Chỉnh thù oán gì bà mà bà đặt chuyện vậy chứ? Bà Năm giận run, nắm ngón tay chỉ của ả giật mạnh một cái. Mày nói với ai cái giọng đó vậy? Tao nói có gì sai sao? Không phải cha thằng Chỉnh đánh mà nó sanh non rồi chết hả? Không phải ổng bị vong hồn bá về đòi mạng hay sao? Muốn biết thật hư, sao không đàng hoàng lễ phép mà hỏi người trên trước? Đứng đây chỉ tay vô mặt bà già, bộ mày muốn làm trời, coi thiên hạ chết hết rồi hay sao? Chuyện có hay không cũng là chuyện nhà người ta, mắc mớ gì bà đem đi rêu rao tùm lum vậy? Bà già cả rồi, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻ con nít nó chửi vô đầu mang nhục à. Bà Năm dỗ bàn cái ầm, đứng bật dậy trước hai cặp mắt đồng minh đầy tức tối và giận dữ của bà Bảy và cô Út. Ông xua tay chỉ ra cửa. Mày lập tức đi về liền, đừng để tao đánh trẻ quay hàm rồi nói sao rủi. Nội cái tội mày xông vô nhà, chưa biết ức giáp gì đã lớn tiếng mạ lị bề trên, đủ để đánh mày một trận kịch liệt rồi. Mày không biết thế nào là miệng đời sao? Tao dạy cho nè, miệng đời là tốt xấu gì cũng bị phanh phui. Chuyện tốt là tấm gương sáng để người ta học hỏi và làm theo, còn chuyện xấu sẽ bị bài xích và xóa bỏ. Con người sống ở đời phải biết đúng sai. Cha thằng Chỉnh làm sai, mà cái sai không phải nhỏ. Bây giờ thằng Chỉnh cũng sai, sai ở chỗ để con vợ leo trên đầu ngồi, ở chỗ để con vợ càng lúc càng hàm hồ, không phân biệt người trên kẻ dưới. Miệng đời là thị phi, dù đó là điều không hay, nhưng cũng phản ánh sự thật. Sự thật hôm nay tao nhìn thấy, đúng là thằng Chỉnh hèn kém, nên mới có con vợ mất dạy như mày. Miệng đời không có sai. Hàng xóm nghe tiếng la hét thì bu lại đen nghịch, thấy ả ta ai cũng chỉ chỏ trề môi bất nhẫn. Vợ Chỉnh như muốn nổi khùng, ả quát lớn hơn tiếng của ông Năm. Ông đừng có đứng đó mà dạy đời tôi. Vậy bà vợ của ông kìa, già đầu rồi mà còn ăn cơm nhà, đuổi gà hàng xóm, cho con nít nó chửi vô mặt. Mày nói tiếng nữa, tao không đánh mày thì tao không ở cái xứ này. Ả ngất mặt lên thách thức. Ông ngon, tôi ăn hiếp chồng tôi đó, được chưa? Mà tôi hỏi ông gia đình người ta không nói, mắc mớ chi ông nói? Hay là ông Chỉnh là con của ông với má ông? Cha ông biết chuyện nên mới đánh bả như vậy phải không? Bát một tiếng, vợ Chỉnh bật gọng ra phía sau. Ông Năm đứng trơ trơ, chưa có đưa tay ra. Vậy thì ai vừa mới đánh ả một cái quá xá mạng vậy? Ả căm giận quay ngoắt sang thì thật vô cùng bất ngờ. Chỉnh sừng sững kế bên, anh nắm lấy mái tóc dài của vợ, ngoáy vào bàn tay giật mạnh. Còn khốn nạn, nhịn mày riết được nước làm tới. Mày dám cả gan xúc phạm vong linh má tao, xúc phạm chú Năm. Hôm nay tao không trị mày thì tao làm con chó ăn cứt nguyên cả dòng họ và cả xóm này. Thật không thể diễn tả được biểu cảm của ả lúc đó. Ả đứng chết trân nhìn chồng bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, giống như đang nhìn thấy một con mãnh thú giơ nanh vuốt ra chực chụp lấy ả. Trời, ba Chỉnh hôm nay bị ai nhập
mà dám cả gan lớn tiếng với ả, lại còn dám đánh ả nữa chứ. Tức quá mà chung quanh coi bộ kẻ nào cũng đồng tình, nên ả chưa biết phản ứng ra sao, đã nghe cô Út Đẹp vỗ tay cổ vũ. Giỏi lắm Chỉnh, đàn ông phải như vậy chứ. Ở nhà lấn lướt chồng cũng không nói làm chi, bây giờ ra đường còn muốn làm bà trời. Mày dạy vợ một trận đi, bà con ai cũng hoan nghênh, không có cười chê mày đâu. Ít nhất mày cũng nên cho nó biết ai là chủ của cái nhà mày, để nó được nước làm tới. Tao ở kế bên nhà, nghe nó ông ống cái miệng chửi chồng chửi con cũng xốn lỗ tai lắm. Nhưng nếu chen vô thì bị nó chửi nên nhịn mà nghe thôi. Mày đập nó một trận cho biết lớn nhỏ, ai nói gì mày kêu tao, tao ra mặt cho. Ả quay sang cô Út trù tréo. Người ta thấy vợ chồng cãi nhau còn can, bà thì lại xúi chồng quánh vợ. Người lớn mà vậy con nít nào nể hả bà? Chắc bà bị chồng quánh riết quen, muốn ai cũng như bà hết phải không? Chỉnh nắm tay ả kéo về. Mày về nhà ngay, lãng quảng một hồi nhường xương với tao bây giờ. Xin lỗi cô bác nghe, con lâu nay nhịn nó cho yên nhà yên cửa, chứ cái ngữ của nó con thèm đánh lâu lắm rồi. Xúc phạm con thì được, chứ dám đi ra mà xúc phạm người trên trước là con không để yên cho nó đâu. Hôm nay cái tội nó nói về má con phải nhổ răng nó cũng chưa dựa cái nư của con nữa. Ông Năm gật gù. Mày nói phải, mày mà không dạy nó thì mấy đứa con của tụi tao cũng sẽ dạy nó thôi. Nhưng tao với cô Út không muốn làm mày mất mặt, cho nên lôi nó về, nói cho nó nghe. Nghe mà không lọt lỗ tai thì chẻ ra nhét vô. Mày cách mạng nó một trận kịch liệt mới được chứ, đừng có ương ương nữa. Chỉnh dạ một tiếng lớn rồi lôi sạch con vợ về. Nửa tiếng sau, bạn kéo bác và Tửng tới nhà ông Năm. Bà Bảy và cô Út vẫn còn ở đó. Mới bước vô, bạn đã nói trước. Trời ơi, có chuyện này đã lắm nè. Bà Năm đang bực mình vì nghĩ rằng câu chuyện đôi chối vừa rồi là do mấy thằng ma này nói ra chứ chẳng ai. Tự nhiên bà thấy sợ trường hợp tương tự như vậy xảy tới nữa. Và cả rồi, đầu hai thứ tóc mà lướng cướng vô ba cái vụ lùm xùm nhiều chuyện thì ôi thôi, mấy đứa con dĩa nó cằn nhằn cho mà coi. Bởi vậy bà mát mẻ nói với bạn. Thôi thôi, tao ớn lạnh mấy thằng bay rồi. Chuyện gì nói ở đây thì bỏ lỡ đây đi, mang ra ngoài nói tới nói lui, qua nhiều cái miệng thì có ít xích ra nhiều, báo hại con vợ thằng Chính lỡ đây quẩy tao một trận, xấu hổ muốn độn thổ nè. Bay làm ơn làm phước tha cho đám già tụi tao, nhiều chuyện bị con nít mắng vô đầu, nhục ơi là nhục. Ủa mà ai nói với bà vụ đó vậy ta? Con không có à. Bác Tẩn cũng nhao nhao. Con cũng không, vợ chồng cha nội đó ai mà tới chơi được. Con mẹ như chàng cái, không làm gì mình, nhưng nghe mẹ chửi chồng mắt quợn chạy đậu rồi. Cô Út hứ một tiếng. Hứ, ba thằng bay không nói, chẳng lẽ ba bà già tao nói ha. Chuyện này kêu bằng dấu sát số, nhưng kim trong bọt có ngày cũng lòi. Nó rùm ben cả xóm cả huyện luôn á, mà giấu ai cho được. Ông Năm tự tốn hơn, ông tra hỏi. Vậy chứ bay có về kể cho vợ con nghe không? Nhìn ba cái bản mặt của ba chàng ỷ là biết tất cả đều có rồi. Ta nói nó ngại ngùng và sượng trân. Ông Năm cười hề hà. Hỏi cho có vậy thôi, chứ tao thừa biết luôn. Chuyện ngon vậy sao mà không kể cho vợ nghe? Tao nè, chuyện gì vui tao cũng rù rì cho bà biết. Trách là trách mấy con vợ của bay, cho là nhiều chuyện đi, nhưng mà tại sao lại đi gặp ngay khổ chủ mà học tam học trễ chứ? Ta nói học ăn học nói, học gói học mở là vậy. Nhiều chuyện mà không muốn đôi chối thì phải nhiều chuyện đúng nơi đúng chỗ, và nhất là đúng người. Đó là kể lại câu chuyện một cách bàng quan, còn không sẽ trở thành thị phi. Làm người ai lại muốn mình bị cuốn vào thị phi chứ bay? Tao thì tao phản đối kịch liệt cái vụ đôi chối này. Tụi mình ngày nào cũng nói cả ngàn chuyện vui cho ngày tháng trôi qua. Đừng nên đem chuyện xấu của người ta ra mà chê bai chỉ trích trước đám đông. Chuyện tốt thì kể nhau nghe để học hỏi, chuyện xấu phơi bày đặng rút kinh nghiệm, chứ không phải đem chuyện xấu của họ mà làm đề tài, trong khi trà dư tửu hậu, bị chửi cũng đáng rồi. Bà Năm gật đầu. Đúng vậy, tao cũng không bị oan, nhưng mà sự thật, hôm bữa tao chỉ định góp thêm chuyện ma với mấy đứa bay thôi, chứ không có ý gì. Ngờ đâu con vợ nó làm quá tai. Bà Bảy bây giờ mới hỏi. Chuyện gì mà coi bộ mày háo hức dữ vậy bản? Bản sụi lơ.
nãy hưng phấn quá tính kể cho mọi người nghe vụ thằng Chính dạy vợ. Giờ xịn rồi, con biết vụ này là do ba con vợ của ba thằng con xì ra chứ chẳng đâu đâu. Để dĩ con tra khảo coi nó học với ai, lãng quảng con dện vô cái mỏ nó húp cháo không được luôn. Ông Năm xua tay. Đừng làm vậy. Làm vậy lại càng lớn chuyện phức tạp hơn thôi. Suy cho cùng á, nguyên nhân cũng chính là do tụi mình tụm ba tụm bảy bàn tán chuyện nhà người ta, càng thêm mắc cỡ. Thôi, về cô vợ đứa nào nói thì rầy nó, dặn phải biết chỗ nào nên nói, chỗ nào không. Còn tao á, tao cũng nên xét lại coi có nên duy trì bàn trà này nữa hay không. Bác la lên. Ý, đừng giải tán nghe chú. Tụi con mê chú kịch liệt á, mà chú nghỉ chơi với ba đứa con, tụi con á buồn kịch liệt luôn à. Kịch liệt cái đầu mày, vui chơi cho kịch liệt vô, hứng gì nói nấy kịch liệt, rồi bị quậy kịch liệt á cho mang nhục kịch liệt vậy hả? Rút kinh nghiệm kịch liệt luôn chú. Mày mốt á, chuyện gì vui kịch liệt á thì dì kể cho nó nghe, chuyện gì nhạy cảm á thì nghe xong giấu vô bụng. Hén chú. Vậy đi. Thường á thì cái não nó đi nhanh hơn trái tim. Con người ta não có thể xấu, có thể nghĩ những chuyện tiêu cực. Nhưng nếu như có trái tim lương thiện, đầy ấp máu đỏ, thì sẽ luôn chứa đựng tình người một cách tích cực. Như chuyện đó nè, cái não của tao kêu tao dính cho nó một cái vô đầu, mà trái tim của tao gịch tao lỗi mày. Đương dàn con như vậy thì thằng Chính nhào vô giả dòng dây. Chứ không thôi tao nổi nóng đánh nó, giờ chắc nó cũng nổi tiếng kịch liệt à. Ba con vợ của ba thằng bay cũng bận rộn, không có thời gian đi ngồi lê đôi mắt. Có thể do cái chuyện này nó đặc biệt kịch liệt quá đi, ráp nhau lại bàn tán. Mà cái nhà thằng bản lại sát vách thằng Chính, nên con vợ nó nghe được. Nghe ba chụp ba giận cái, rồi không hỏi trước hỏi sau, mà A Thần Phụ đi kiếm người trút giận. Rõ ràng là cái nết của nó kỳ quá mà. Bà Bảy nhắc lại. Thằng bản tính nói chuyện gì đó bay? Nói ở đây nghe xong rồi bỏ ngang. Đứa nào bếp xếp, khai trừ ra khỏi nhóm đó. Bản sửa lại bộ ngồi. Bác già Trẫn ngó sững vô cái miệng của bản. Ta nói, anh Chỉnh Mận thấy đã con mắt luôn, sướng cái lỗ tai lắm chú thím. Nghe bà chửi ảnh đùng đùng mà không nghe ảnh nói tiếng nào. Lát sau tiếng đập đồ rầm rầm, tiếng chén bát bể rãng rãng ở trỏng. Con thấy vậy nên chạy qua đặng can. Mèn ơi, con thấy... Bác chen ngang. Cha nội tính nói thấy vợ đè chồng xuống quýnh kịch liệt, còn chồng kêu chết mày chưa chứ gì. Sợ ơi, vụ đó xưa rồi Diễm. Tao tận mắt chứng kiến, anh Trình đè bả xuống đất, cởi trên người bả, nhét cái khăn vô miệng bả. Một tay nắm chặt hai tay bả, còn tay kia giả bôm bốp lên mặt. Ảnh rít lên trong kẻ răng nghe mày. Ảnh nói, bắt đầu từ hôm nay, mày lớn tiếng một câu, tao đập mày một trận. Đập tới khi nào mày bỏ thối hàm hồ hung dữ mà thôi. Chịu không nổi thì ly dị. Con tao tao nuôi, tao không muốn con tao có cái thứ mẹ coi thiên hạ dưới mắt như mày. Quánh mày xong tao còn qua nhà cha má để kể cho cha má nghe coi cha má bên ai. Tao nhịn mày bấy lâu cũng mệt mỏi lắm rồi. Bởi vì cha tao mang tiếng là hiếp đáp vợ, tao không muốn đi lại với xe đổ của cha tao, nên nhịn vợ con để yên bề nhà cửa, chứ không phải tao là thằng hèn sợ vợ nghe mày. Ngờ đâu tao đi sai một nước cờ rồi. Mày đừng quên, trong người tao đang chảy dòng máu vũ phu đó. Liệu hồn mà sống cho tao, tao thề là không giết mày. Nhưng đánh tới ra sao thì tao không đảm bảo nghe. Trời ơi, con nấp ngay kẹt cửa thấy sướng trong bụng quá tai luôn. Ta nói con mẹ dùng ra được là chắp tay xá anh Chỉnh không á. Để vài bữa nữa coi bà còn cà chớ nữa không. Phen này cái mặt không dập nát hết mới lạ à. Ông bà Năm, bà Bảy, cô Út đều chắc lưỡi thương cảm. Thì ra, Chỉnh vì mặc cảm bởi sai quấy của cha mình mà cam tâm nhận vợ. Nhưng con vợ quả là không biết thương chồng, đã vượt quá sự giới hạn chịu đựng của Chỉnh, nên anh có còn cách nào khác nữa đâu. Nếu như vợ không sửa đổi, thì chuyện bỏ nhau sẽ là điều tất nhiên. Bốn người sẽ không khuyên Chỉnh. Nếu vợ anh cứ mãi như vậy, thì sống với người đàn bà này trước sau cũng sẽ là tai họa, là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt trong cuộc đời của anh. Có đời thuở nào vợ lại chửi chồng thua con mình. Trong bữa ăn, khi có gì phật ý thì ả đứng lên hất đổ cả mâm cơm do chính tay chồng nấu. Bàn trà vẫn duy trì, nhưng sau vụ đó họ gom lại toàn nói chuyện tiếu lâm và chuyện ma tự chế. Năm khi mười quả mới bàn tán chuyện làng chuyện xóm,
Vì vậy mà lý do tại sao bà Tám Tán chết thúi trong nhà mà không ai hay biết. Đến khi xóm giềng phát hiện bởi cái mùi khó chịu kịch liệt kia bay ra khỏi nhà mà quanh năm không người lui tới đó rồi. Mấy đứa con về lo tang sự, tuy bà không được lòng hàng xóm láng giềng, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, đám ma không thiếu một ai. Ở đám ma về, ông Năm nói với bà: "Thấy chị Tám tôi buồn kịch liệt thiệt bà. Con người ta chỉ sống được một lần, khi mất đi sẽ có người thương kẻ ghét. Nhưng ai thương ai ghét mặt ai, các con sẽ luôn bên cạnh khóc than cha mẹ, chăm sóc hai đấng sinh thành của mình cho đến cuối đời. Trong giây phút hấp hối, không biết chị có nghĩ lại mà ân hận chút nào hay không? Con nghĩ đến chuyện muốn nhìn mặt con mình lần cuối hay không? Chị ấy chết thê thảm vậy, bao nhiêu sự ghét bỏ trong lòng tôi đều hết sạch, thay vào đó là một sự thương cảm kịch liệt luôn bà. Qua chuyện này, tôi thấy tình làng nghĩa xóm rất quan trọng. Nếu như chị sống bình thường như người khác, thì khi ương yếu sẽ có người cho con chỉ hay. Tụi nó sẽ về kịp để cứu mẹ mình. Có đâu mà chết thúi trong nhà như ba hạt vậy không biết. Ngẫm ra, cái xóm mình có hai người dị hợm, và cái chết của họ cũng dị hợm khác người. Buồn kịch liệt quá bà. Bà gật đầu, vuốt tay ông. Tôi hiểu rồi, tôi cũng buồn kịch liệt lắm. Nhưng mình sẽ không có kết cục như vậy đâu. Mình có bạn bè chòm xóm, khi ương yếu con mình sẽ bên cạnh. Ít nhất hai đứa mình còn có nhau. Ông ôm cổ bà, âu yếm. Vì vậy cho nên tôi lúc nào cũng thương bà kịch liệt luôn đó.